Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Người đại diện gõ cửa, Man United tiến gần chữ ký thứ tư. Inter nhắm tiền đạo Man United là thay Lukaku. Man United là lựa chọn duy nhất của Ruben Neves. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Người đại diện gõ cửa, Man United tiến gần chữ ký thứ tư. Trong bối cảnh tương lai Pogba đang khá bấp bênh, còn Fred thể hiện phong độ thiếu ổn định, Man United muốn mang về Old Trafford một tiền vệ chất lượng nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề hiện tại. Thời gian qua, nửa đỏ thành Manchester để mắt đến khá nhiều mục tiêu, song trong một động thái mới nhất, họ bắt đầu hướng sự tập trung đến ngôi sao trẻ Eduardo Camavinga bên phía Real. Dù chỉ mới 18 tuổi, tuy nhiên cầu thủ người Pháp đã sớm thể hiện tố chất của một máy quét hàng đầu. Dù chỉ còn một năm hợp đồng với Real, tuy nhiên cho đến hiện tại, Camavinga vẫn từ chối lời đề nghị gia hạn. Trước tình hình hiện tại, thượng tầng đội bóng Ligue 1 đang cân nhắc khả năng bán anh trước khi phiên chợ hè đóng cửa. Theo nguồn tin từ nhà báo uy tín Mohamed Bourassi, Man United đang hưởng lợi từ quyết định này. Được biết, người đại diện của ngôi sao sinh năm 2002, Jonathan Barnett vừa tiếp cận đội chủ sân Old Trafford để thương thảo về khả năng giúp thân chủ chuyển đến đây thi đấu. Inter nhắm tiền đạo Man United là thay Lukaku. Đối mặt với những khó khăn về tài chính, rốt cuộc thì giới chủ của Inter Milan cũng đã chấp nhận chia tay Lukaku. Được biết, các giám đốc và tân huấn viên Simo Inzaghi hoàn toàn không tán thành quyết định này. Dù vậy, có thể khẳng định, chân sút người Bỉ sẽ trở lại London. Mất Lukaku, hiển nhiên Inter sẽ cần có cho mình một phương án thay thế. Và theo tiết lộ từ ký giả Simon Mollock, nhà vô địch Sarah hiện đang nhắm đến Anthony Martial. Cụ thể hơn, họ muốn chiêu mộ chân sút người Pháp thông qua một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa sau. Trước đó, có thông tin cho rằng Man United đã sẵn sàng chia tay Martial sau khi thâu tóm Sancho. Mùa trước, Martial thi đấu thực sự thất vọng và còn phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian vì chấn thương. Vì vậy, quy đỏ sẽ không cản bước tiền đạo này. Cũng theo Mollock, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng để Martial rời đi nếu Inter chấp nhận cài vào hợp đồng một điều khoản mua đứt bắt buộc. Rõ ràng, với số tiền thu về từ Lukaku, họ hoàn toàn có khả năng chi trả phí chuyển nhượng của Martial. Man United là lựa chọn duy nhất của Ruben Neves. Quỷ đỏ vẫn sẽ tìm kiếm thêm những ngôi sao để củng cố lực lượng với tham vọng vô địch ở mùa bóng mới. Họ đã được liên kết nhiều trong thời gian gần đây với Ruben Neves của Vova. Tiền vệ 24 tuổi này đã được cho là sẽ rời Mourinho vào mùa hè này và được Arsenal lẫn Man United theo đuổi. Phóng viên Peter O'Rourke cho biết, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, Man United chắc chắn quan tâm tới Neves. Họ đã nhận được một sự thúc đẩy trong tuần này về Neves. Tất cả chúng ta đều biết Arsenal rất quan tâm đến tuyển thủ Bồ Đào Nha, nhưng bây giờ với việc Saka sẽ ở lại sân Emirates, Arsenal sẽ chấm dứt việc theo đuổi Neves. Tôi không nghĩ họ muốn có cả Neves và Saka ở cùng một hàng tiền vệ. Arsenal đang tìm kiếm một tiền vệ sáng tạo. Điều đó mở ra con đường cho Man United. Họ dường như là lựa chọn duy nhất mà Neves có lúc này. Tôi nghĩ rằng Guava sẽ khó từ chối một lời đề nghị lớn cho tiền vệ này. Có thể bạn đang nói 30 triệu đến 35 triệu bảng. Nếu MU đặt số tiền đó lên bàn, một thỏa thuận có thể xảy ra ở đây. Neves, mặc dù cậu ấy đang đưa ra những tín hiệu đúng đắn rằng cậu ấy đang tập trung vào mùa giải mới và hạnh phúc ở Vova, nhưng cậu ấy sẽ không từ chối cơ hội đến Old Trafford. Tôi nghĩ đó là cơ hội mà Neves có thể chấp lấy ngay bây giờ. Có vẻ như đó là một con đường rõ ràng nếu Man United thực sự muốn theo đuổi. Máy quét Arteta theo đuổi được khuyên từ chối Arsenal. Yves Bierzoma là một trong những tiền vệ trung tâm có bước phát triển đáng chú ý ở ngoại hạng Anh trong những năm qua. Arsenal đã theo dõi tiền vệ sinh năm 1996 rất kỹ. Cầu thủ người Mali cũng nhận được sự quan tâm từ Liverpool và Manchester City. Nhưng pháo thủ là lựa chọn hàng đầu của Bierzoma theo Football London. Football London cũng tiết lộ rằng Bierzoma sẽ gật đầu ngay nếu Arsenal mở ra cơ hội cho bản thân mình chuyển đến Emirates. Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Brighton, Brian Houston, Bierzoma nên bỏ qua sự quan tâm của Arsenal và dành ít nhất thêm một mùa giải nữa tại Anfield. Brian Houston chia sẻ với Sussex Live, tôi nghĩ Bierzoma hãy quên Arsenal đi và sẽ rất tốt nếu ở lại Brighton, tiến bộ hơn trong mùa giải nữa. Nếu cậu ấy đủ giỏi, liệu các câu lạc bộ lớn có tiếp tục theo đuổi nữa không? Đến cuối cùng thì việc mua bán cũng sẽ được diễn ra, nó giống như việc Jadon Sancho tới Manchester United với giá 73 triệu bảng. Borussia Dortmund có muốn bán cậu ấy không? Bạn phải cân nhắc mọi thứ với các thương vụ chuyển nhượng tiềm năng, bạn vẫn có thể níu kéo một cầu thủ không hạnh phúc như tình huống của Harry Kane bây giờ, dù cậu ta muốn đi. Đây sẽ là một quá trình rất khó khăn, các người đại diện có tiếng nói lớn hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ Bierzoma sẽ hưởng lợi rất lớn nếu có thêm một mùa giải nữa thăng hoa cùng Brighton. Bước ngoặt tương lai Pogba tại Man United xuất hiện. Những ngày qua, thông tin Lionel Messi rời Barcelona khiến làng túc cầu xôn xao. Hiện tại, PSG được xem là biến độ mới của chân sút người Argentina mùa hè 2021. Và theo ESPN, việc Messi đến PSG sẽ ngay lập tức chấm dứt tin đồn gã nhà giàu nước Pháp theo đuổi Pogba trong mùa hè này. ESPN nhận định,
Việc Messi đến Ligue 1 có nghĩa là PSG sẽ chấm dứt sự quan tâm của họ trong việc ký hợp đồng với tiền vệ Pogba của Manchester United. Pogba sẽ thực hiện hết hợp đồng tại Old Trafford trước khi trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới. ESPN cũng nhận định rằng sự xuất hiện của Messi có thể thuyết phục Kylian Mbappe ở lại Paris, chấm dứt hy vọng của Real Madrid trong việc ký hợp đồng với chân sút người Pháp. Nếu PSG giữ chân thành công Mbappe, rất có thể tham vọng chiêu mộ Pogba của đội chủ sân công viên các hoàng tử trong tương lai cũng được dập tắt. Truyền thông châu Âu tin rằng sự quan tâm của PSG đối với Pogba dù sao cũng là một cuộc tranh cãi lớn vì những khó khăn, nhất là mặt tin đồn về việc Pogba không được các cổ động viên yêu mến, gã nhà giàu nước Pháp chào đón. Pogba xuất thân từ một gia đình ủng hộ câu lạc bộ Marseille, đại kình địch với PSG. Dù tài năng đến đâu, các cổ động viên của PSG cũng không chấp nhận để Pogba ở Paris. MU sẵn sàng bán đứt Jesse Lingard, từ chối cho mượn. Mùa giải mới sắp khởi tranh, nhưng tương lai của Jesse Lingard tại Man United đang bị đặt dấu hỏi. Báo chí Anh Quốc cho hay, Lingard không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Solskjaer. Kể từ khi Bruno Fernandes xuất hiện, cơ hội ra sân của Lingard là không nhiều. Điều này không quá khó hiểu, bởi Lingard liên tục gây thất vọng trong suốt những mùa giải gần đây. Mùa trước, Lingard buộc phải chuyển sang khoác áo West Ham dưới dạng cho mượn. Dù vậy, Lingard nhận được không ít lời đề nghị từ nhiều đội bóng. Màn trình diễn xuất sắc giai đoạn cuối mùa trước là lý do giúp Lingard được nhiều câu lạc bộ liên hệ. Không chỉ West Ham, Atlético Madrid muốn có Lingard, ngay cả AC Milan cũng được cho là đã nhảy vào thương vụ này. Mới nhất, nhà báo Samuel Locus khẳng định, nếu một thỏa thuận xảy ra thì đó là điều sẽ sớm xảy ra. Giá trị của Lingard hiện tại khá cao, do đó Man United sẽ không để cậu ấy khi đi khi không nhận được lời đề nghị tương xứng. Man United phụ thuộc vào việc đối tác gửi lời đề nghị chấp nhận cho Lingard. Nếu một lời đề nghị không đến, cậu ấy có thể sẽ vẫn ở đó sau tháng 9. Thương vụ cho mượn chẳng giúp ích được gì nhiều vì Man United muốn có được một khoản phí. Trong 16 lần ra sân cho West Ham mùa trước, chân sút 28 tuổi đã ghi được 9 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Bố Messi thay đổi thái độ với Chelsea. Tờ AS của Tây Ban Nha hiện tuyên bố rằng ông chủ Roman Abramovich của Chelsea đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về khả năng ký hợp đồng với Lionel Messi. Quay ngược lại thời điểm năm 2014, Messi suýt chút nữa đã là người của Chelsea. Cụ thể, theo Football London, Messi từng bí mật đồng ý gia nhập Chelsea với giá 208 triệu bảng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, động thái sớm thất bại sau khi cha Messi phát hiện ra cuộc nói chuyện không chính thức này. Giờ đây, khi Messi không còn ràng buộc với Barca, cha của Leo đã thay đổi thái độ và sẽ không ngăn cản nếu Chelsea tiếp cận con trai ông một lần nữa. Bayern Munich cố gắng giữ lên Goretzka. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chủ tịch của Bayern Munich là Herbert Heiner tiết lộ đội bóng này đang cố giữ chân Leon Goretzka trước sự chèo kéo của MU. Chúng tôi đang có những buổi thảo luận rất tích cực với Goretzka về chuyện gia hạn hợp đồng. Kimmich cũng như vậy, mặc dù chưa đạt được điều mong muốn nhưng tôi tin đôi bên sẽ tìm được giải pháp để có tiếng nói chung. Tottenham nhắm đến Adam Traoré. Theo Sky Sports đưa tin, ngay sau khi chiêu mộ thành công Cristian Romero, huấn luyện viên Nuno Santo của Spurs đang rất muốn có cậu học trò cũ Adam Traoré trong đội hình ở mùa giải mới. Ông và các cộng sự luôn đánh giá cao cầu thủ người Tây Ban Nha lúc còn làm việc tại Wolverhampton và cho rằng Adam Traoré sẽ giúp cho đội hình của Spurs thêm phần sức mạnh trong những đợt phản công. Về phần Wolver, câu lạc bộ này xác nhận vẫn chưa có một lời đề nghị chính thức nào cho cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha, mặc dù tin đồn thì luôn xuất hiện trên các trang báo. Cựu cầu thủ của Barcelona có lối chơi khá rắn trên sân, anh ít khi ngại việc va chạm với các cầu thủ khác. Ngược lại, với thân hình lực lưỡng của mình khiến cho đối thủ luôn bị lép vế trong các tình huống tranh chấp. Traoré luôn là nạn nhân của những pha vào bóng ác ý hay những pha kéo người cố tình, khiến cầu thủ này cũng rất nhạy cảm với các chấn thương. Ở mùa giải vừa qua, Traoré cũng nằm trong top những cầu thủ có số pha qua người nhiều nhất ở ngoại hạng Anh. Chelsea đưa lời đề nghị mới cho Declan Rice. Theo nguồn tin từ Eurosport, Chelsea vẫn muốn thăm dò đối thủ bằng màn chào giá dự kiến sẽ diễn ra vào một vài ngày tới. Ngay sau thương vụ Lukaku hoàn tất, nhà đương kim vô địch Premier League hy vọng họ có thể sở hữu Declan Rice với mức phí dao động từ 60 đến 70 triệu bảng. Bên cạnh đó, động thái nhất quyết từ chối gia hạn của máy quét người Anh cũng mang đến cho The Blues sự tự tin lớn trong thương vụ này. Liverpool dự chi 60 triệu cho mục tiêu tối thượng hàng công. Với việc Roberto Firmino có dấu hiệu quá tải ở mùa giải trước và không còn đáp ứng được sự kỳ vọng, The Kop muốn mang về một chân sút chất lượng khác để san sẻ bớt gánh nặng cho ngôi sao người Brazil. Chính vì lý do đó, họ đã hướng tầm ngắm đến tiền đạo Dusan Vlahovic bên phía Fiorentina. Cầu thủ sinh năm 2000 được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng chấp thời cơ và không chiến. Mùa giải năm ngoái, anh ghi đến 21 bàn thắng sau 37 lần ra sân tại Serra. Ấn tượng trước màn trình diễn của Vlahovic, Liverpool dự định sẽ sớm gửi lời đề nghị đến Fiorentina để tìm hiểu cơ hội chiêu mộ anh.
Theo nguồn tin từ nhà báo Gianluca Di Mario, đội bóng nước Ý sẵn sàng chia tay chân sút tiềm năng nhất cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu đối tác đồng ý chi ít nhất 60 triệu euro. Di Mario tin rằng Liverpool đồng ý với yêu cầu của Fiorentina, nhưng trước mắt họ cần phải thanh lý thêm một số ngôi sao thất sủng như Divock Origi hay Xherdan Shaqiri để có thêm kinh phí. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!